xã ơi bà xã. Dạ bà, tôi tới xã. Nghe nè, hôm nay tôi có cái kèo là thơm lắm nha. Bây giờ bà ở nhà, bà lo cho sắp nhỏ, tôi đi bài với người ta một chút xíu thôi, tôi về liền. Gì? Ngày nào ông cũng nói ông đi chút xíu hết á, mà ông đi từ sáng cho tới tối ông mới về à. Tôi thấy ông ăn với nhậu không à, không có thấy làm gì hết trơn á. Cái điều này tôi nghi quá à nha. Tôi đi giao luôn bà cũng nói, tôi đang tính chuyện làm ăn mới, kiếm thêm thu nhập để lo cho bà và các con. Làm ăn thì phải tính xa, phải chờ đúng thời cơ. Tôi đang đầu tư cái thực số, chiều nay chỉ cần cái con số, sắm xe xây nhà để bà gắn gỡ với người ta. Nếu không có kèo làm ăn mới, tôi sẽ ở nhà cùng bà cho các con thơ nha. Trời, bữa nay bà đặt nghe nữa. Bộ ông tính định tôi là tôi cho ông đi hả? Không dám đâu. Muốn đi không? Muốn. Muốn đi á thì giặt hết thao đồ đi ha, rồi quét luôn cái nhà nữa. Ủa, còn cái thao chén chưa rửa nữa, rửa luôn rồi đi nha. Trời ơi, vậy còn đi đâu nữa? Thôi đi gấp lắm rồi, để tôi về rồi tôi làm nha. Thôi, tôi đi nha. Khoan. Bà ở nhà đi, bà tin tôi cũng có gái gú rồi đâu bà lo. Có kèo là thơm mà, tôi đi kiếm tiền. Tôi thiệt, nói thiệt mà, nha. Dương Ngọc Thái, đứng lại. Tôi đi giao lung bà cũng nói, tôi đang tính chuyện làm ăn mới, kiếm thêm thu nhập để lo cho bà và các con thơ. Lẽ tôi lo có chuyện nho, con khóc con la có bà đó, gắn đi phiên này tôi về bà sẽ vui liền. Làm ăn thì phải tính xa, chứ phải chờ đúng thời cơ chứ bà. Giờ đúng chưa? Tôi đang đầu tư thì thực tư, chiều nay chỉ cần cái con số, sắm xe xây nhà để bà gắn gỡ với người ta. Chiều nay hết gạo rồi đó mà ông còn ngồi nổ như bơm à. Hôm nay tôi đi làm sao vui, nếu không có kèo làm ăn mới, tôi sẽ ở nhà cùng bà lo các con thơ.